cho cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Family Cuộc Sống Pháp. Thì cả nhà ơi, hiện tại thì mình có mặt ở trong chợ Busan, trong cái gian hàng mà bán sách của mấy bạn nhỏ nè cả nhà. Đây chừng chuẩn bị còn một tháng nữa hơn thôi là đi học rồi cả nhà, tới tháng 9 là đi học rồi. Đây ở phía xa là bán cặp với tập giỏ quá trời. Thì chân mình cả nhà, còn cho cả nhà xem cả nhà nha. Đây cả nhà, nay ở trong chợ họ giảm mấy cái đồng cụ học tập cho mấy đứa nhỏ rồi cả nhà. Này cặp. Đây, cặp dễ thương ghê. Hôm nay thấy có nhiều mẫu mới. Đây, ồ, con cặp Superman dễ thương không? 16 đồng 99. Này sách cho mấy bạn đi học mẫu giáo rồi nha. Đây, cặp này giống cuồng con mình đi học. Đây là cái hộp để đựng nó ăn trưa đó nha, hoặc là ăn chiều. 5.5 đồng một hộp. Này để dán lên trên cái cặp, trang trí lên cái cặp này như vậy, dán lên. Mình đi chai nước giữ nhiệt, bình giữ nhiệt. Mấy cái cặp hôm nay hoạt hình quá trời dễ thương vậy. Đây cái này thì lớn hơn cấp 1 rồi nọ nữa nha. Đây là để mang lên vai thôi. Cũng có cái loại này giúp không kéo được, đừng kéo được. Cái loại này nó có cái này hút viết rồi này kia cái nọ 39 thùng mấy cái. Đây, còn này là kéo nha, 3 mấy đồng, 4 mấy đồng cái. Bên đây cũng vậy nha, bên đây thì cỡ cho mấy bạn học cấp 2, ba lô vừa vừa. Cái này chỉ mang nó chứ không có kéo được cả nhà. Em xa rồi. Toàn bộ này là ba lô 50 mấy đồng cái. Bên đây tới mùa còn trường là bắt đầu nghe chứ là bán tập vở nọ. Cặp này thì 6 đồng một cái, cặp thường nha. Đây cũng ba lô 10 đồng một cái. Dụng cụ học tập, ít viết gươm đồ nọ, tập vở. Đây cũng cặp này. Đây nè. Thấy cái giảm 70% mà là cái thứ hai về tập vở. Tập vở viết. Đây, dán vô nhãn tập. Bên đây thì viết mình nước luôn. Viết màu, ở trong trường họ gửi cái danh sách về mình, rồi mình sắm sửa đồ đi học cho con mình nữa nha. Đây thì tập dở luôn, này kia mấy cái giấy thì đừng giấy A4 đồ của tôi nhỏ ha. Đây là không sách giáo khoa, sách của trường thôi nha, chứ không có sách giáo khoa như Việt Nam mình. Giá 4. Đây cũng đang giảm mùa son nữa nha, 80%. 70%, 80%. Đây, này viết. Viết đi nha.
Giết gì? Giết động cái. Giết đủ. Rồi giết xanh giết đỏ. Một khóa. Giết toàn bộ nằm ở hồi này. Đây giết thước phải tính. Máy tính 15 đồng mấy máy. Đây máy loại thường. Này tính căng được luôn á nha. Đây của Casio 7 mấy đồng cái. Máy tính ở Việt Nam mình máy tính cũng mắc hơn rẻ. Tính căng ra bài toán. Đây với chì màu viết bi 16 ghi 5 đồng. Chì màu nhưng mà chì màu cây để chuốt. Rồi, nguyên bộ 50 cây, 50 màu. Màu bên kia, viết bên kia nha. Còn này sách. Sách lớp 1, lớp 2 rồi đó. Trời ơi, con ai khóc dữ vậy. Sách cho nghỉ ở nhà nha. Mình cũng có thể cho nó học được. Này là sách lên cho con bây giờ lớp 1 rồi đó nha. Dành cho lớp này tiếng Đức. Cho lớp 1, lớp 2 rồi nọ. Còn mình mai là lớp 3 rồi. Lớp 3 là C, C, O, D, là C, O này mà số 2. Đây. Này để viết cái lấy nhân mình phấn nhân nha. Đây, mình phấn nhân. Đây thì tập dở sách từ điển rồi nọ nha. Từ điển. Từ điển từ tiếng tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh. Đủ luôn nha. Tiếng Đức này nọ. Đây cũng vậy. Mấy cái học bản chữ cái đi học này nè. Toán, thuận toán. Đây. Cũng đủ hết. Sách học cho mấy bạn nhỏ này. Đây còn mấy này là sách nha. Sách đi đọc nè. Ông ở trên đây tập dở rồi nọ nha. Đó. Tập dở sách rồi nọ, nó muốn sổ đi ghi rồi nha. Mình ghi chú rồi nọ nữa. Còn kia thì bút viết. Bút viết nha. Nàng đồng cái hai đồng chín chín hình siêu nhân 3 đồng 90 mẫu này thì loại bút vuông. Sao đồng rưỡi cái này gì túi nhỏ nha, đựng gì này vali. Bóp cũng đủ nha. Nhưng mà sao không đẹp bằng Việt Nam mình nữa nha. Hôm trước mình vậy mua cho hai đứa con mình cái bóp dưới đẹp ghê.
này thì 3 đồng mấy, giá mua 2 đồng mấy. Tặng thêm bộ này, tặng thêm bộ là tổng cộng là 30 cái, 30 cây. Đây để viết cơ, viết màu này mấy năm, 5 cây, 4 màu, 2 màu xanh giống nhau. Đây, thước nguyên bộ rồi, dụng cụ thước nha. Này là gì đó? Thước số này, keo dán nha, keo dán giảm bỏng 70% thứ hai kéo giảm tập dở nổ trời nha. Còn đây thì mấy cái hộp đựng giấy, đựng tài liệu rồi nha, vừa với khổ A4. Đây mình để mấy cái sách đựng nổ này, máy in, in màu nha, in nhựa, in nhựa và màu. Còn này là cái thùng rác, thùng rác là nó quỷ ra thành giấy luôn ấy nha. Thấy tiện không? Cái này thì kim kẹp rồi nọ này để máy tính, mới nhồi thì máy tính luôn ấy nha. Còn mấy đựng sách tập rồi nọ, viết tập dạng bự á nha, lớn á. Nó học cuốn này, bị sắm sửa chơi bằng nhỏ đi học. Còn này bóp viết, bóp viết rồi có tên, có tên nữa nha, tên Lisa, tên Hugo nọ. Này năm ngoái không thấy. Đủ tên thương. Đây, tên tay, tên mấy cái đĩa trang trí rồi nọ này, giống như là này nọ, bạn là xin hùng này nọ đấy, đây, công chúa rồi nọ đấy, đây, để không có loại thì không có tên, có loại thì nó có tên cả nhà. Bên này thì ly uống nước, có cái ống hút nữa, ống hút riêng, ly cũng có tên luôn cả nhà. Cũng có tên. Đây thước kẻ cũng tên luôn cả nhà. Đây có tên, đây mình kiếm tên đây. Cái nhà thấy không, cái tiền lợi không, tên khỏi lộn với ai hết. Tên nọ không thấy giá nhiều cây, nó khóa, khóa cũng có tên luôn á nha. Đây, tên Julie này nọ đây nha. Các nhà thấy không, đủ cái kiểu hết trơn trọi. Tình này thì mấy cái dụ như công chúa hay là tình yêu thôi, chứ không có tên. Này gươm, cục gươm đó nha, từ gươm mà cục là thành tên luôn. Sasha, Sarah. Đây thấy con gươm mà cũng có tên nữa nha. Hôm qua chú sẽ cho cả nhà xem ở nhà rồi, tới mùa tụ trường rồi,
bên đây họ giảm những cái gì cho mấy đứa nhỏ đi học nha. Chào tạm biệt cả nhà nha, nhà giúp theo cả nhà.